Chào mừng các bạn đến với kênh audio Chuyện Đông Hua. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Đấu phá thương khung chi đại thiên thế giới, tập 229, tin tức về Mục Trần. Nữ tử kia cũng không trực tiếp dùng đan dược, mà chỉ nhìn Tiêu Viêm với vẻ ngờ vực. Trong tâm trí, nàng cố gắng nhớ lại, vị nam tử cứu nàng trước mắt này lại là gương mặt mới mà nàng chưa từng thấy. Chẳng lẽ là người mới đến cửu vực thiên? Tiêu Viêm còn tưởng nữ tử kia bị thương quá nặng, không thể dùng đan dược, nên cứ thế cho luôn viên đan dược chữa thương trong tay hắn, vào miệng nàng, sau đó, nhẹ nhàng nâng cầm, viên đan dược cửu phẩm chữa thương kia liền vào bụng nàng. Nữ tử kia định nói gì đó, lại kinh ngạc phát hiện thương thế đang được hồi phục với tốc độ cực nhanh. Cái này, nhìn biểu tình kinh ngạc của nữ tử kia, Tiêu Viêm mỉm cười nhàn nhạt, nói, trước tiên, hãy vận chuyển thần lực, lẳng lặng một bên mà chữa thương, chuyện kế tiếp, ta sẽ giải quyết giúp ngươi. Tiểu tử thối từ đâu tới, dám phá hỏng chuyện tốt của bổn thần sứ, ngươi muốn tìm chết sao? Mặc dù vừa mới kiến thức được sự cường đại của Tiêu Viêm, nhưng vị thần sứ bị đánh bay kia lúc này đứng dậy, tức giận, chỉ vào Tiêu Viêm mà la hét. Hắn cho rằng, vừa nãy do hắn không đề phòng, mới bị đối phương thừa cơ đánh lén. Thật ngu xuẩn, nếu ta là ngươi, hẳn sẽ không đứng đây mà ngóng chờ cái chết. Thần sắc Tiêu Viêm vô cùng bình tĩnh, bây giờ, những thần sứ này trong mắt hắn chỉ là chuyện nhỏ. Nếu đổi lại như trước, có lẽ, mấy vị thần sứ có thực lực đệ nhất tự liệt chi thần này, lại khiến hắn thấy khó nhằn. Hừm, tiểu tử thối tự tìm chết. Vị thần sứ ban nãy bị Tiêu Viêm một kích đánh bay, đã sớm tức giận ngút trời, bạo phát hết tất cả lực lượng trong cơ thể, bởi vì hiện tại, hắn chỉ muốn đánh nát Tiêu Viêm trước mặt này thành tro bụi. Thần kỹ, Thiên Lang Chảo. Đám người thấy vị thần sứ kia xuất thủ một chiêu toàn lực, sợ đến nỗi, liên tục lui về sau mấy trăm thước, sợ sẽ bị liên lụy. Tiểu tử này chết chắc rồi, không ít người hóng chuyện đều lộ ra vẻ bất lực, đây không phải lần đầu tiên họ nhìn thấy công kích cường đại như thế này của vị thần sứ này, chỉ riêng đệ nhất tự liệt chi thần đều chết dưới chiêu này không dưới vài chục người. Công kích khủng khiếp, chấn đất cả không gian xung quanh, chiêu này đủ sức tiến vào 10 tồn tại trong cửu vực thiên. Tuy nhiên, ngay khi tất cả đều cho rằng Tiêu Viêm sắp bị đánh chết, thì người sau lại chỉ liếc mắt, một luồng thần uy khủng bố lập tức bao trùm lấy vị thần sứ kia. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương và tất cả mọi người có mặt, thế công kinh khủng kia trong nháy mắt đã sụp đổ, không tốn chút sức lực nào. Đồng thời, thân thể vị thần sứ kia cũng trực tiếp bị thần uy cường đại đè xuống làm trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi, cả người nằm vào ra mặt đất, không tài nào nhúc nhích. Sao? Sao lại có thể? Hai vị thần sứ còn lại đã lắp bắp vì kinh hãi, thực lực của họ kém hơn một chút, vì mạnh nhất trong họ đã bị một chiêu, không đúng, thậm chí không phải một chiêu, chỉ bằng một cái liếc mắt uy áp đã đánh bại thần sứ đệ nhất tự liệt thần, đây rốt cuộc là lực lượng cỡ nào? Thần uy của Tiêu Viêm trấn áp toàn trường, lúc này, không một ai dám nói xấu Tiêu Viêm. Bởi vì họ đã cảm thấy, vị nam tử hắc bào trước mắt này có thực lực vô cùng khủng bố, căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Một vị thần sứ khác sợ hãi run giọng nói, dường như đã không còn sự tự tin như vừa nãy, bởi vì thực lực mà Tiêu Viêm biểu lộ vừa nãy quá mức khủng bố, họ căn bản không có sức chống lại. Ta là ai? Các ngươi không cần phải biết, nói cho ta biết, vì cớ gì, các ngươi đuổi theo nữ tử này. Tiêu Viêm hy vọng có được chút tin tức từ miệng thần sứ. Thấy thần sứ không trả lời, ánh mắt Tiêu Viêm định thi triển uy áp lần nữa, bọn họ sợ hãi liên tục lên tiếng, chúng ta nói, chúng ta nói. Tiêu Viêm cười lạnh, thu hồi lại uy áp chuẩn bị thi triển. Chúng ta cũng chỉ phụ mệnh hành sự, trên người nàng có thứ mà thần quân đại nhân muốn. Vị thần sứ kia cũng nói ra chủ nhân đứng đằng sau là ai, có thể bán đứng cả thủ lĩnh, liên minh thần trích này đúng là liên minh thần trích. Mặc dù là thế lực cự phách đệ nhất thế giới, nhưng quy tắc hiện thực vô cùng tàn khốc, mạng sống mới là quan trọng nhất. Hừm, vị thần quân nào đã sai khiến các ngươi? Tiêu Viêm nhàn nhạt hỏi, căn bản không sợ hạng người cấp thần quân, trừ đại vực thiên thần quân và nhị vực thiên thần quân ra, hắn hoàn toàn có thể đấu một trận với tam vực thiên thần quân. Là thiên nhất thần quân, là hắn cho chúng ta đi đoạt lại vật trên người nữ tử này. Tiêu Viêm chìm vào trầm tư chốc lát, vì nghe được cái tên quen thuộc này, khiến hắn nhớ lại chuyện, hắn suýt bị thiên nhất thần quân giết tại thiên thần sơn năm đó, nếu không phải phần lão xuất thủ, e là giờ này, hắn cũng không đứng được ở đây. Cửu hận nổi lên, từ trước đến nay, Tiêu Viêm có ân báo ân, có oán báo oán, năm xưa, thiên nhất thần quân suýt lấy mạng hắn, giờ cũng là lúc tìm hắn, trả lại gấp trăm lần mối thù thiên thần sơn năm đó. Giọng Tiêu Viêm hạ xuống, tạm thời đè nén sát khí trong lòng, rồi lại hỏi, rốt cuộc là thứ gì, khiến thần quân đại nhân của các ngươi phải hưng sư động chúng như vậy, lại phái ba đệ nhất tự liệt chi thần đi truy sát một nữ tử đệ nhi tự liệt, đúng là phô trương. Là, thần sứ ấp úng không nói ra, thấy Tiêu Viêm trừng mắt, sát khí trong nháy mắt tỏa ra. Nói, chúng ta nói là pháp thân. Thần quân đại nhân ra lệnh chúng ta đoạt lại pháp thân của nữ tử này, nên chúng ta mới đuổi theo. Quả nhiên, vừa rồi hắn nghe chính là pháp thân, Tiêu Viêm vội hỏi, pháp thân,
là nguyên thủy pháp thân sao? Nguyên thủy pháp thân? Thần sứ sửng sốt, thứ bọn hắn muốn đoạt không phải là nguyên thủy pháp thân, liền lắc đầu giải thích, không phải nguyên thủy pháp thân, mà là thiên tâm pháp thân. Thiên tâm pháp thân? Thiên tâm pháp thân không phải là của thiên tâm chủ tiền bối sao? Trong lòng Tiêu Viêm dấy lên nghi hoặc, lại lạnh lùng hỏi, các ngươi muốn thiên tâm pháp thân làm gì? Nếu ta không nhầm, thiên tâm pháp thân hiện đã có người có được, phải không? Các ngươi đây là muốn trắng trợn cướp đoạt đồ vật của người khác sao? Cửu vực thiên thật đáng ghê tởm. Tiêu Viêm nghe thấy là thiên tâm pháp thân, sát khí trong lòng cũng theo đó mà bùng lên. Năm đó, thiên tâm chủ tiền bối cùng Lâm Động và Mục Trần tiến vào liên minh thần trích, tưởng rằng sau khi thăng cấp, sẽ được liên minh thần trích cung cấp nhiều tài nguyên hơn để tăng cường tu vi, nhưng Lâm Động và Mục Trần hiện tại lại ngàn cân treo sợi tóc, ngay cả thiên tâm chủ cũng bị người ta nhắm đến, muốn đoạt lại thiên tâm pháp thân trên người lão. Tiêu Viêm siết chặt nắm tay, một luồng sát ý dần dần lan tỏa xung quanh, tất cả đám người cửu vực thiên đều cảm nhận được luồng sát ý này của Tiêu Viêm, lập tức run rẩy. Ngay cả thần sứ cũng cảm thấy một cỗ khí tức ở nguy hiểm, lập tức sợ hãi trực tiếp quỳ xuống cầu xin Tiêu Viêm tha mạng. Đừng giết chúng ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi. Hai mắt Tiêu Viêm khóa chặt vào ba thần sứ trước mặt, chỉ cần hắn muốn, một cái tát là có thể đập chết những thần sứ có thực lực tự liệt chi thần này. Nói cho ta biết, Thiên Nhất Thần Quân hiện đang ở đâu? Mặc dù trước đó, Thiên Nhất Thần Quân đã mang bọn họ đến cửu vực thiên và bát vực thiên, nhưng không biết cụ thể ở vị trí nào. Thần Quân đại nhân, hắn đang ở trong huyền linh cốc của cửu vực thiên. Vì tự bảo vệ, ba thần sứ này đã trực tiếp bán đứng nơi ở của Thiên Nhất Thần Quân. Đây là bản tính của thần linh sao, hay bản lai là diện mục thế giới của cửu vực thiên thần các? Biết được vị trí của Thiên Nhất Thần Quân, Tiêu Viêm liền quát lớn một tiếng với ba thần sứ, cút. Được, chúng ta cút ngay. Nhìn thấy cuối cùng đã thoát được một kiếp nạn, ba thần sứ lập tức tháo chạy thục mạng, trong tình trạng chật vật. Đám người có mặt ở đó khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều ngây người ra, không biết nam tử hắc bào trước mặt này rốt cuộc là người phương nào, sao lại có thực lực cường đại như vậy, ngay cả ba thần sứ cũng sợ hãi hắn ta như vậy. Nhìn thấy ba thần sứ đã rời đi, Tiêu Viêm lại biết được vị trí của Thiên Nhất Thần Quân, vậy thì lần này, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, tại sao lại muốn đoạt lấy thiên tâm pháp thân của thiên tâm chủ tiền bối, đạt được danh ngạch triều lãm thần hội. Tấn thăng thành công, không phải là để hưởng thụ các nguồn tài nguyên tu luyện phong phú trong liên minh thần trích, để thăng tu luyện của bản thân sao, nhưng bây giờ, Tiêu Viêm cảm thấy, sự tình đã không đơn giản như tưởng tượng nữa. Hơn nữa, cửu hận thiên thần Sơn cũng phải gấp bội trả lại cho hắn. Ngay lập tức, Tiêu Viêm đi đến trước mặt nữ tử đó, mỉm cười nhàn nhạt, mặc dù không nhìn rõ được khuôn mặt của Tiêu Viêm dưới lớp mặt nạ, nhưng đối phương có thể cảm nhận được, lúc này, Tiêu Viêm đã không còn lạnh lùng như vừa rồi. Người khá hơn chút nào chưa? Vị nữ tử đó thúc giục thần lực, trong khoảng thời gian vừa rồi, đã đem đan dược, tiên tri cửu phẩm phân giải gần hết, sắc mặt của nàng cũng không còn tái nhợt như vừa rồi, đã có chuyển biến tốt. Không có gì đáng ngại, đa tạ công tử tương cứu. Nói xong, nữ tử đứng dậy khom người cảm tạ, thậm chí còn bị đan dược của Tiêu Viêm làm cho kinh ngạc, đối phương có thể cho nàng đan dược cấp cao như vậy, hẳn là thân phận cũng không hề đơn giản. Hơn nữa, đan dược cấp cao như vậy, ngay cả cửu vực thiên thần quân cũng chưa chắc có được. Nhìn thần sắc của Tiêu Viêm, nữ tử đó trở nên cẩn thận hơn, sợ rằng nàng sẽ đắc tội với một nhân vật không tầm thường. Có lẽ, Tiêu Viêm đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nữ tử đó. Ngay lập tức, tiếng cười sảng khoái từ dưới lớp mặt nạ của hắn vang lên, nói, cô nương, không cần quá cẩn trọng, ta cũng không phải người xấu, nếu muốn tạ ơn, ta muốn hỏi một số chuyện, không biết có thể nói cho ta biết được không? Đương nhiên, công tử mời nói, vị nữ tử rất sảng khoái đáp ứng, dù sao, hắn đã cứu mạng nàng. Đám người vừa rồi như muốn giành thiên tâm pháp thân trên người cô nương, không giấu gì cô nương. Thật ra, ta có một vị bằng hữu, hắn cũng có thiên tâm pháp thân. Trước đó triều lãm thần hội kết thúc, hắn ta đã đến liên minh thần trích. Hôm nay lại thấy, có người muốn đoạt lấy pháp thân bằng hữu ta. Đương nhiên, ta cũng muốn biết xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Viêm trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng. Hắn cảm nhận được, nữ tử trước mặt này không hề xấu. Trong hoàn cảnh như cửu vực thiên này, mà vẫn có thể giữ được thiện tâm, thực sự rất khó gặp. Vị bằng hữu của công tử cũng tu luyện thiên tâm pháp thân sao? Nữ tử kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm khẽ giọng nói. Tiêu Viêm gật đầu không phủ định, hừm, vị bằng hữu đó của ta gọi là thiên tâm chủ, không biết. Còn chưa đợi Tiêu Viêm nói hết câu, nữ tử kia như thấy được một tia hy vọng, kích động thốt lên. Công tử, người quen biết thiên tâm chủ sao? Nàng cũng không ngờ, lại có thể gặp được một vị bằng hữu của thiên tâm chủ. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Audio Chuyện Đông Hua. Tiêu Viêm lại một lần nữa gật đầu. Sau khi được Tiêu Viêm đáp lại, nữ tử kia cũng kể lại toàn bộ sự việc cho Tiêu Viêm. Lát sau, lông mày Tiêu Viêm cũng dần dần nhíu lại, biết được thiên tâm chủ bị bát vực thiên thần quân để mắt tới thiên tâm pháp thân, vậy mà lấy cớ mời hắn đến bát vực thiên, chỉ là sau khi đến bát vực thiên mới phát hiện tất cả đều là một cái bẫy.
Bản thân bắt vực thiên thần quân cũng lấy tu luyện pháp thân làm chủ. Một lần khác, vô tình đến cửu vực thiên, nhìn thấy thiên tâm chủ thi triển thiên tâm pháp thân, vậy mà cường đại như vậy, liền muốn chiếm đoạt làm của riêng. Hắn thân là nhân vật cấp thần quân, đương nhiên không thể đích thân đi đoạt lấy. Sau khi lừa thiên tâm chủ tới bát vực thiên, liền phái mấy chục thần sứ vây giết thiên tâm chủ, ở địa bàn của hắn, e là chẳng có ai dám lời ra tiếng vào. Ban đầu thiên tâm chủ ở cửu vực thiên, bản thân đã phát triển không tệ, cũng kết giao với rất nhiều bằng hữu ở cửu vực thiên. Kết quả chỉ vì bị bắt vực thiên thần quân để mắt tới thiên tâm pháp thân mà mọi chuyện đều thay đổi. Các bằng hữu khác cũng dần xa lánh thiên tâm chủ, cho đến bây giờ, những bằng hữu trước kia từng có quan hệ tốt đẹp, giờ đây đều trở nên xa lạ. Có lẽ, đây chính là thực tại tàn khốc. Kể từ khi thiên tâm chủ trải qua chuyện này, hắn cũng không còn tin tưởng bất cứ ai, trong lòng hắn cũng trở nên vô cùng tàn nhẫn, xuất thủ chuẩn độc nhanh chóng, có thể một chiêu kích sát đối thủ, sẽ không dây dưa với đối thủ. Đây cũng chính là thành quả mà thiên tâm chủ tôi luyện được ở cửu vực thiên, chỉ có như vậy, bản thân hắn mới có thể tồn tại ở nơi đầy máu tanh, nhược nhục cường thực. Còn nữ tử này tên là Tố Tố, cũng là một bằng hữu ở cửu vực thiên mà thiên tâm chủ từng kết giao. Lúc đó, những bằng hữu đó đều phản bội, chỉ có Tố Tố vẫn đứng về phía thiên tâm chủ. Thiên tâm chủ biết pháp thân của hắn sẽ bị bát vực thiên thần quân cướp mất, liền sớm giao phó thiên tâm pháp thân đến để nàng cất giữ, không được để lọt vào tay người khác. Nhưng cuối cùng, dưới sự truy xét của cửu vực thiên và bát vực thiên, vẫn phát hiện ra thiên tâm pháp thân trên người Tố Tố. Cho đến hôm nay, Tố Tố còn suýt nữa bị giết. Cũng may vào thời khắc mấu chốt, Tiêu Viêm đã ra tay cứu giúp. Tuy nhiên, Tố Tố lại cho rằng, tuy Tiêu Viêm rất cường đại, nhưng dù sao nơi đây lại là cửu vực thiên thần các, thực lực bản thân cường đại đến mấy, cũng không thể là đối thủ của thần quân. Thực lực của thiên nhất thần quân đã sớm là thiên vị thần. Thực lực của bát vực thiên thần quân lại là nhị trọng thiên vị thần, khoảng cách về thực lực như vậy khiến Tố Tố không dám nghĩ tới. Nhưng nàng không biết được thực lực thực sự của Tiêu Viêm đến cùng quái dị tới cỡ nào. Cho dù là cửu vực thiên thần quân hay bát vực thiên thần quân, trong mắt Tiêu Viêm cũng chỉ là hai con kiến hôi có thể tùy tay đập chết. Tất nhiên, bây giờ Tiêu Viêm sẽ không thể phát huy hết thực lực chân chính của hắn. Dẫu sao, đây cũng là địa bàn của người khác, nên xuất thủ thì xuất thủ, lúc không nên xuất thủ, vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn.